chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Trong video này sẽ có các nội dung sau: The Sun Tower tiến gần đến đích, hình ảnh hoàn thiện Grand Marina Sài Gòn. The Sun Tower hiện tại là tòa nhà cao thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ thi công đang rất nhanh, tòa nhà đang băng về đích. Hiện tại đã thi công đạt đến tầng cao nhất cho lõi thang máy, mặt sàn thì đang thi công sàn tầng 54. Theo mình thì còn khoảng 1 tháng nữa thì tòa nhà sẽ được cất nóc. Hiện tại các bạn cũng đã có thể nhìn thấy tòa nhà từ các nơi ở trong thành phố. Ở các tầng phía trên khu vườn treo, nhà thầu cũng đang triển khai lắp kính để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện của tòa nhà. Khu vườn treo cũng đang được thi công tích cực, hiện tại thì đã thi công đến tầng thứ tư. Khu vực này đang được bao che nên chúng ta không thể thấy được cấu trúc đang thi công của khu vườn. Vườn treo của The Sun Tower sẽ kéo dài từ tầng 36 đến tầng 43. Các mặt của vườn treo cũng sẽ được lồi thụ khác nhau, tạo nên hiệu ứng thị giác lạ mắt. Dự án The Sun Tower được xây dựng bao gồm các căn hộ hạng sang giới hạn, các căn hộ văn phòng nơi tập trung làm việc của các tập đoàn quốc tế cùng hệ thống trung tâm thương mại với các thương hiệu sản phẩm đẳng cấp quốc tế quy tụ tại đây. Ngoài ra, tầng hầm tòa nhà cũng được thiết kế kết nối với ga ngầm Ba Son của tuyến metro số 1, giúp việc di chuyển thuận tiện và văn minh. Tiếp theo là hình ảnh hoàn thiện của Grand Marina Sài Gòn. Ba tòa tháp trong dự án đang chạy đua hoàn thiện để bàn giao những căn hộ hạng sang đến tay khách hàng. Các bạn có thể thấy hình ảnh hoàn thiện của ba tòa tháp rất đẹp, ấn tượng và sang trọng. Tòa nhà The Sun Tower và dự án Grand Marina Sài Gòn đã và đang thay đổi hình ảnh dãy skyline ở Sài Gòn. Các bạn có thể thấy skyline của thành phố đã dày dặn hơn trước, tạo nên một khung cảnh đẹp và hiện đại, xứng danh trung tâm kinh tế của đất nước. Quý vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây, nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.